Bài 15. Kho báu đích thực. Có một phong tục xa xưa của hầu hết mọi người trên trái đất là cất giữ kho báu yêu quý của mình trên tầng áp mái. Kho báu ở đây chính là sự gìn giữ những kỷ niệm xưa. Thường chúng sẽ gần như bị lãng quên trên tầng áp mái, đến khi có thể là ta đi lục tìm một cái gì đó khác, trèo lên những bậc thang khó khăn, mò mẫm trong tối tăm, bụi bặm, móc meo và đầy mạng nhện. Chỗ này là hình nộm vải từ nhiều năm trước, khiến những ký ức xưa ào về. Một bộ y phục không còn vừa vặn, hay có thể có một hoặc nhiều cái thùng chứa đầy những lá thư cũ. Chúng là gì vậy? Chúng được thắt giải ri băng xanh hay hồng. Khi ta tình cờ nhìn thấy một điều gì đó gần như đã bị lãng quên, thì bỗng nó làm sống lại cả những kỷ niệm thân thương cũng như những ký ức đau buồn của ta vậy. Bạn có thường đi loanh quanh tầng áp mái? Rất đáng để làm việc đó, bởi những thứ xưa cũ được cất giữ ấy có thể giúp ta hồi tưởng lại những ký ức, những điều có thể vun bồi thêm vốn kiến thức. Những vấn đề mà chúng ta đã phải đối mặt trước kia có thể dễ dàng bị dẹp sang một bên bởi mớ kiến thức mới học, bởi những trải nghiệm mới đạt được, bài học đã xong khi năm tháng dần trôi. Nhưng trong bài học đặc biệt này, chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn đi vào tầng áp mái của bạn, mà sẽ đề nghị rằng bạn đi cùng với chúng tôi, theo sau chúng tôi qua những bậc thang gỗ uốn lượn với lan can cũ kỹ, lên những bậc thang gỗ phát ra tiếng cọt kẹt khiến người ta cảm thấy như chúng dường như có thể gãy bất cứ lúc nào. Nhưng thực chất điều đó không bao giờ xảy ra. Hãy đi cùng lên tầng áp mái của chúng tôi, tìm hiểu xung quanh. Bài này và bài tiếp theo sẽ diễn ra trên tầng áp mái trong những căn phòng của chúng tôi. Ở đó chúng tôi có tất cả những mảnh thông tin nho nhỏ. Nó có thể không hoàn toàn phù hợp với một bài học cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ làm bạn quan tâm và đầy giá trị. Vì vậy hãy nghĩ đến tầng áp mái của chúng tôi, đọc và xem bạn có thể áp dụng được bao nhiêu, xóa tan được bao nhiêu nỗi nghi ngờ hay sự hoang mang luôn day dứt trong tâm trí bạn, và đôi khi còn ám ảnh bạn nữa. Vậy là ta đã lướt qua một chút khi để chuẩn bị cho bài học này, xới lên từ nhiều góc khuất, làm xáo trộn một vài lý thuyết và gây ra nhiều sự hỗn loạn. Chúng ta nhắm vào những người luyện tập chăm chú quá. Bạn biết đấy, bạn có thể là đã làm việc quá sức rồi. Chúng ta hẳn là hiểu được câu châm ngôn cổ rằng chẳng ai chết vì làm việc chăm chỉ cả. Nhưng nếu một người làm gì đó chăm chỉ với sự tập trung quá mức thì họ lại bị tụt lùi. Chúng tôi thường xuyên nhận được những lá thư từ những học viên kêu rằng: tôi đã rất cố gắng, tôi đã rất tập trung, nhưng tất cả những gì tôi nhận được là một cơn đau đầu. Tôi chẳng thấy được bất kỳ hiện tượng nào mà thầy đề cập tới cả. Vâng, đó chính là một bí kíp nhỏ mà ta có thể dừng lại một chút và kiểm tra. Người đó có thể là thường cố gắng quá sức. Con người thật kỳ quặc, hay có lẽ chính xác hơn là não người bị lỗi. Bởi khi cố gắng quá sức thì người ta không tạo ra được một sự tiến bộ nào cả. Thực sự là việc cố gắng quá sức chỉ có thể tạo nên một cái gọi là phản hồi tiêu cực. Chúng ta đều biết những người tẻ nhạt, những người mà thực sự làm việc cật lực suốt đời, họ luôn luôn cố gắng và cố gắng hơn nhiều những người khác, nhưng lại chẳng đạt được điều gì cả. Anh ta luôn luôn ở trong tình trạng bối rối hay hoang mang. Một lần nữa, khi làm việc quá tải, bộ não chúng ta sẽ phản sinh ra một lượng điện tích quá mức, mà thực tế là nó làm ức chế thêm suy nghĩ. Bạn có thể không phải là một kỹ sư điện tử, nhưng nếu tìm hiểu về bộ não con người như dùng thiết bị điện, điện tử sẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. Bộ não người có rất nhiều điểm chung với các thiết bị điện tử. Bạn có biết ống phát thanh truyền thống làm việc thế nào không? Sợi kim loại, dây tóc sẽ được làm nóng bởi pin hoặc nguồn điện. Các sợi tóc đó được nung nóng, giải phóng ra các electron tự do. Các hạt electron bắn ra
và chảy ào như một đám đông mất kiểm soát đi tới một trận bóng đá. Nếu các electron này được phép đi lang thang mà không bị kiểm soát hướng đi, thì chúng hoàn toàn vô dụng trong đài phát thanh và thiết bị điện tử. Trong ống chân không, chúng ta có một cái vỏ thủy tinh, sợi kim loại ở trong cái vỏ này, và nó được làm nóng lên, làm cho các electron được bắn ra khắp các nơi, nhưng chúng vô dụng chỉ khi các electron được thu nhận bởi một tấm kim loại anode nằm gần với sợi dây tóc. Nhưng nếu chỉ có sợi dây tóc và tấm kim loại anode, quá trình tập hợp electron sẽ rất hỗn loạn, không thể kiểm soát được. Nó dẫn đến nhiễu loạn các chương trình phát thanh hoặc bất kỳ cái gì mà chúng đang cố gắng thu nhận. Các kỹ sư đã nhận thấy rằng nếu họ đặt một tấm lưới được gọi là cực G ở giữa các sợi đốt và tấm kim loại, cực này có điện áp âm và chúng có thể điều khiển được dòng electron giữa sợi đốt và tấm kim loại. Tấm lưới này thực chất là một cái lưới điện hoạt động như một điện thế phân cực lưới. Nếu điện áp phân cực lưới quá lớn thì sau đó không có bất kỳ electron nào có thể chạy từ sợi đốt vào tấm kim loại, chúng bị đẩy ngược lại bởi lưới điện. Bằng cách thay đổi điện áp ở lưới điện sang một giá trị phù hợp, chúng ta có thể điều khiển như mong muốn. Quay trở lại với não bộ của chúng ta, trước khi bạn mệt mỏi về đài phát thanh, khi chúng ta tập trung quá mức, chúng ta thực sự bẻ cong não bộ, hay tất cả chúng ta thường xuyên đặt quá nhiều điện áp âm lên tấm lưới phân cực, và hậu quả là toàn làm ức chế suy nghĩ. Vì thế chúng ta không được cố gắng quá mức, chúng ta phải nhạy cảm về chúng. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ câu châm ngôn cổ Trung Quốc: từ từ rồi sẽ đạt được mục đích. Chúng ta phải đi vào sự tập trung theo một cách mà không khiến não bộ của chúng ta mệt mỏi. Chỉ làm điều đó trong khả năng của bạn, tiến tới con đường trung đạo. Con đường trung đạo là một lối sống phương Đông. Nó có nghĩa rằng bạn đừng quá tệ, nhưng mặt khác bạn cũng không cần quá xuất sắc. Bạn phải là một cái gì đó ở giữa chúng. Nếu bạn quá tồi tệ, cảnh sát sẽ bắt bạn. Nếu bạn quá tốt, sau đó bạn sẽ là chỉ một kẻ ra vẻ đạo đức, hoặc bạn sẽ không thể tồn tại trên trái đất này. Bởi vì thực tế rằng đến cả những đấng vĩ đại đã đến thế giới của chúng ta cũng phải đến với một vài dạng khiếm khuyết, một vài sự kỳ lạ về tính cách, để trên trái đất này họ không hoàn hảo. Vì không có gì hoàn hảo có thể tồn tại trên thế giới không hoàn hảo này. Xin nhắc lại một lần nữa, đừng cố gắng quá sức. Hãy cố gắng làm điều gì đó một cách tự nhiên, hợp lý và trong khả năng của bạn. Bạn không cần phải tuân theo những điều người khác nói. Chúng tôi có thể nói rằng đây là miếng vải đỏ, nhưng bạn có thể nhìn nó lại là một màu sắc khác: hồng, cam hoặc thậm chí là màu tím nhạt. Nó tùy thuộc vào việc bạn đã nhìn tấm vải đó dưới những điều kiện nào. Ánh đèn của bạn có thể khác với ánh đèn của chúng tôi. Cái nhìn của bạn có thể khác với của chúng tôi. Vì thế đừng cố quá, cũng như quá tuân theo mù quáng đối với bất kỳ điều gì. Hãy sử dụng những lẽ thường, sử dụng con đường trung đạo. Đó là một thứ rất hữu dụng. Đi trên con đường trung đạo, đó là con đường của lòng khoan dung, con đường tôn trọng quyền của người khác và đòi hỏi quyền được tôn trọng cho chính mình. Ở phương Đông, các thầy tu và nhiều người khác học judo hoặc các môn võ đấu vật khác không phải vì các thầy tu này hiếu chiến, mà bởi vì khi học judo và các môn đối kháng, người ta học được cách kiểm soát bản thân, và trên hết người ta học cách nhường bước để người khác có thể chiến thắng. Học judo, ở đó người ta không sử dụng sức mạnh của chính họ để chiến thắng trận đấu, mà mượn sức mạnh của đối thủ để đánh bại. Thậm chí một người phụ nữ nhỏ bé biết judo cũng có thể đánh thắng một gã đàn ông khổng lồ không biết judo. Đối thủ càng mạnh mẽ, càng chiến đấu quyết liệt thì càng dễ dàng bị đánh bại, bởi chính sức mạnh của anh ta làm anh ta ngã đau hơn. Hãy dùng judo hay sức mạnh của đối thủ để vượt qua những vấn đề của bạn. Đừng tự làm bản thân mình mệt mỏi, nhưng cũng đừng bỏ mặc bản thân. Hãy nghĩ rộng hơn
vấn đề đang làm phiền bạn, đừng trốn tránh nó như nhiều người đã làm. Nhiều người sợ phải nhìn thẳng vào vấn đề mà họ gặp phải. Họ đi loanh quanh rìa của những rắc rối để ngập ngừng thăm dò, nhưng rồi nó cũng chẳng đi đến đâu hết. Dù vấn đề có khó chịu đến đâu, dù bạn cảm thấy tội lỗi về nó đến đâu, hãy đi thẳng vào gốc rễ của vấn đề, tìm ra nguyên nhân gây rắc rối cho bạn, điều gì làm bạn sợ hãi. Sau đó, khi đã thảo luận với chính mình về mọi mặt của vấn đề, thì hãy mang nó đi ngủ. Nếu bạn mang điều gì đó đi ngủ, nó sẽ được chuyển tới chân ngã của bạn, người có sự hiểu biết nhiều hơn bạn. Bởi quả thật, chân ngã là một thực thể vĩ đại hơn so với con người trong thể xác. Khi chân ngã hoặc thậm chí tiềm thức của bạn có thể đánh giá vấn đề và tìm ra một giải pháp cụ thể, thì chúng sẽ thường chuyển giải pháp này vào hữu thức, vào trong trí nhớ của bạn, để khi tỉnh dậy, bạn có thể kêu lên ngạc nhiên thích thú rằng giờ đây bạn đã có câu trả lời cho những vấn đề của bạn. Rồi từ đó trở đi, nó sẽ không còn làm phiền bạn thêm nữa. Bạn hứng thú với tầng áp mái của chúng tôi rồi chứ? Giờ hãy cùng tới kho báu nhỏ bé khác, nó đang nằm trong đống bụi bặm. Ta hãy dành chút thời gian để quan sát nó, phô bày nó và để nó được thấy ánh sáng ban ngày một lần nữa. Vậy có gì trong chiếc hộp đó? Chúng ta sẽ mở ra và nhìn xem. Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng thực sự tốt nghĩa là trông không khổ sở. Ý nghĩa sai lầm nhất của họ là người ta phải giữ gương mặt buồn bã, ảm đạm nếu đó là người mộ đạo. Những người này có khi còn sợ phải cười. Không cần phải cười, bởi nó có thể không chỉ phá vỡ nét mặt họ, mà tệ hơn còn phá vỡ lớp vỏ mỏng manh của niềm tin tôn giáo. Chúng ta đều biết có những người già khốn khổ, kẻ sợ phải cười hay tận hưởng những khoảnh khắc của niềm vui nhỏ bé từ cuộc sống, vì sợ bị tống vào địa ngục do phút giây lầm lỗi ấy. Tín ngưỡng, một tín ngưỡng đích thực là tràn ngập niềm vui. Nó hứa hẹn với chúng ta về cuộc sống vượt ra khỏi khuôn khổ trái đất này, hứa hẹn về phần thưởng cho tất cả sự nỗ lực của ta, hứa hẹn rằng không có cái chết, không có gì phải lo lắng về điều đó, không có gì phải sợ hãi cả. Nỗi sợ cái chết đã ăn sâu vào phần lớn con người, bởi nếu người ta biết được sẽ vui thích thế nào sau khi kết thúc cuộc sống này, họ có lẽ muốn kết liễu mình để tiến tới niềm hạnh phúc đó. Điều đó tựa như một cậu bé trốn học vậy, và nó không dẫn đến sự tiến bộ. Tín ngưỡng, nếu ta thực sự tin vào nó, sẽ hứa hẹn với ta rằng khi vượt qua khỏi ranh giới của thế giới này, ta sẽ không còn chung sống với những kẻ làm ta đau đớn, sẽ không còn gặp những kẻ làm hại thần kinh của ta, những người làm tâm hồn ta yếu ớt. Hãy vui vẻ trong tín ngưỡng, vì nếu bạn có một tín ngưỡng đích thực, nó thực sự sẽ là một điều phúc lạc, là một điều người ta phải vui mừng về nó. Chúng ta phải thú nhận một cách chua xót rằng những người nghiên cứu về thuyết huyền bí hay siêu hình học là những người tồi tệ nhất. Có một giáo phái, chúng ta không đưa ra những cái tên. Họ là những người khẳng định chắc chắn rằng họ và chỉ họ mà thôi là những người được lựa chọn. Chính họ và chỉ họ sẽ được cứu để trú ngụ trên thiên đường nhỏ bé của riêng họ. Những người còn lại, những con người tội lỗi đáng thương, sẽ bị hủy diệt bởi nhiều cách thức tồi tệ. Chúng tôi không hoàn toàn tán thành lý thuyết này. Chúng tôi tin rằng niềm tin là có tầm quan trọng nhất. Nó không phải là vấn đề người đó tin vào tín ngưỡng của họ hay thuyết huyền bí nào đó, mà là người đó phải tin tưởng. Thuyết huyền bí không còn là bí ẩn hay phức tạp hơn so với bảng cửu chương hay là một chuyến du ngoạn vào quá khứ. Nó chỉ là kiến thức về những điều khác nhau, kiến thức về những điều phi thể chất. Chúng ta không nên đi vào nó trong sự say mê. Nếu chúng ta đột nhiên khám phá ra cách một dây thần kinh làm việc với một cơ bắp, hay làm sao để chúng ta có thể co giật ngón chân cái, vì chúng chỉ là những vấn đề thể chất thông thường. Vậy tại sao chúng ta nên đi sâu và nghĩ về việc có các linh hồn đang ở xung quanh chúng ta? Nếu chúng ta biết cách
để chuyển năng lượng dị thái từ người này sang người khác. Hãy chú ý rằng chúng ta nói ở đây về năng lượng dị thái, etheric energy, đó là từ tiếng Anh thay thế cho prana hay một vài thuật ngữ phương Đông khác. Chúng tôi thích viết một khóa học theo một ngôn ngữ để gắn liền với ngôn ngữ đó. Hãy vui lên, bạn càng học về thuyết thần bí và tín ngưỡng, bạn sẽ càng bị thuyết phục về sự thật rằng cuộc sống tươi đẹp hơn ở phía trước của tất cả chúng ta sau cái chết. Khi chúng ta chết đi, chúng ta chỉ để lại thể xác của chúng ta theo một cách tương tự như khi một người bỏ lại bộ quần áo cũ để được nhận lại bởi người nhặt rác. Không có bất cứ điều gì phải sợ trong kiến thức siêu hình cũng như trong tín ngưỡng, bởi nếu bạn theo một tín ngưỡng đúng đắn, bạn sẽ càng được học về nó và bạn sẽ càng bị thuyết phục rằng đó là một tín ngưỡng đặc biệt. Những sự tín ngưỡng này hứa hẹn về hỏa ngục và kiếp đọa đầy nếu bạn rơi khỏi con đường thẳng hẹp không khiến cho các tín đồ của họ phụng sự tốt. Ngày xưa khi người ta ít nhiều còn man dợ, người ta được phép sử dụng roi vọt và cố gắng làm cho người ta thấy sợ hãi. Nhưng giờ đây, quan điểm đã hoàn toàn khác. Các bậc cha mẹ hẳn cũng đồng ý rằng dạy bảo trẻ bằng sự tử tế sẽ dễ dàng hơn so với những lời đe dọa. Những bậc cha mẹ liên tục dọa nạt trẻ rằng sẽ gọi cảnh sát hay ông kệ tới bán đứa trẻ cho người khác sẽ gây ra sự rối loạn thần kinh cho trẻ và sau đó nó ăn sâu vào máu. Nhưng cha mẹ có thể dạy dỗ con cái bằng sự chắc chắn và sự tử tế để cho con cái họ sống trong niềm vui. Chúng sẽ được dạy bảo thành những công dân tốt. Chúng ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng một người phải có cả sự nhân ái và kỷ luật. Kỷ luật không bao giờ đồng nghĩa với sự lạm dụng hay những trò tàn ác. Một lần nữa, hãy luôn sống an vui trong tín ngưỡng. Hãy để chúng là những đứa trẻ của cha mẹ. Chúng dạy bảo chúng ta với tình yêu, lòng trắc ẩn và cả sự hiểu biết. Chúng ta hãy xóa bỏ đi sự sai lầm, tất cả những nền móng của sự kinh hãi, sự trừng phạt và sự nguyền rủa đời đời. Không có cái gì là nguyền rủa đời đời. Không có chuyện ai đó bị loại bỏ. Không có những việc như một người bị trục xuất khỏi thế giới tinh thần. Mỗi cá nhân có thể được cứu rỗi dù anh ta hoặc cô ta đã từng tồi tệ đến thế nào. Không ai bị từ chối cả. Chúng ta sẽ giải quyết điều này với hồ sơ Akashic. Nó nói với chúng ta rằng nếu một người xấu xa, khủng khiếp đến nỗi không thể làm được gì với anh ấy tại thời điểm đó, thì anh ấy chỉ bị trì hoãn trong sự khai mở và sau đó anh ta sẽ được đưa tới cơ hội khác trong vòng sinh tử luân hồi khác. Tương tự theo như cách một đứa trẻ chơi đùa trong lớp không vượt qua kỳ thi cuối kỳ, sẽ không lên được lớp cùng bạn của mình nhưng được giữ lại để tiếp tục học các chương trình lại một lần nữa. Người ta sẽ không nói rằng một đứa trẻ sẽ bị nướng trên lửa hoặc bị ném cho quỷ đói ăn bởi vì nó đã bỏ một vài bài học hoặc trốn học một vài lần. Các thầy cô giáo có thể nói chuyện với đứa trẻ một cách cứng rắn hơn, nhưng ngoài việc đó ra sẽ không điều gì có hại đến với nó. Và nếu đứa bé bị thôi học khỏi trường, sớm thôi nó sẽ phải nhập học ở một trường khác và gặp rắc rối hơn với những thầy giám thị. Vì vậy, loài người trên trái đất, nếu các bạn làm hỏng cơ hội lần này, đừng quá chán nản, bạn sẽ luôn luôn được đưa tới những cơ hội khác. Chúa Trời không hề tàn nhẫn, Chúa không đến để hủy diệt chúng ta mà là cứu rỗi chúng ta. Chúng ta cho rằng Chúa trừng phạt khi chúng ta nghĩ rằng Ngài luôn luôn hiện diện để trông chừng, rồi xé chúng ta ra nhiều mảnh hay quăng ta vào bọn ác quỷ. Nếu chúng ta tin vào Chúa Trời, chúng ta hãy tin tưởng với lòng nhân ái, bởi chỉ khi làm vậy, chúng ta cũng sẽ có được sự yêu thương và đồng thời hãy thể hiện sự yêu thương đó đến với những người khác. Chúng ta chuyển sang một cái hộp khác nữa. Nó đã bị phủ rất nhiều bụi bởi vì trong quá khứ dường như không ai có hứng thú với cái hộp này. Hãy mở nó ra và xem nó nói lên cái gì. Theo như hồ sơ Akashic, người Do Thái là giống nòi mà ở trong kiếp sống trước
họ gần như không có sự tiến bộ. Họ đã làm tất cả những điều không nên làm và bỏ quên việc hoàn thành những điều họ nên làm. Họ hưởng thụ thú vui xác thịt, họ trở nên hứng thú quá đà với đồ ăn. Những thức ăn dầu mỡ khiến thể xác trở nên bị no quá và tắc nghẽn, làm linh hồn của họ không thể xuất vía vào ban đêm, mà thay vào đó bị ràng buộc bởi lớp vỏ thể xác phàm tục của mình. Ngày nay chúng ta gọi những người này là người Do Thái. Họ đã không bị tiêu diệt hay bị nguyền rủa vĩnh hằng. Thay vào đó, họ đã khởi động lại một vòng sinh tử luân hồi mới, tương tự như cách mà đứa trẻ chơi trong lớp có thể thậm chí bị đuổi khỏi trường vì lối cư xử ngỗ nghịch, và chúng có thể cất bước tới một ngôi trường mới và bắt đầu lại ở trong lớp học khác. Người Do Thái cũng vậy. Trong vòng sinh tử luân hồi hiện tại, những người ở vòng luân hồi đầu tiên, và khi họ tới để liên hệ với những người Do Thái, họ bị lúng túng, bối rối và sợ hãi. Họ không hiểu điều gì khác biệt về một người Do Thái. Họ cảm thấy rằng có điều gì đó khác biệt. Họ cảm thấy rằng người Do Thái có những kiến thức mà nó tồn tại không thuộc trái đất này. Và vì thế, những đàn ông, phụ nữ trong vòng luân hồi đầu tiên kinh ngạc và sợ hãi. Những người đó sợ bị bức hại. Như vậy, người Do Thái, một giống nòi có từ rất rất lâu đời, bị khổ ải vì họ đang phải làm việc theo cách của riêng họ, thông qua một vòng luân hồi lại một lần nữa. Nhiều người ghen tị với người Do Thái về kiến thức, sự bền vững của họ, và chính những thứ ghen tị khiến họ có xu hướng hủy diệt. Nhưng nếu chúng ta không quan tâm tới người Do Thái hoặc dân ngoại, chúng ta quan tâm với niềm tin trong tín ngưỡng, niềm hân hoan, sự vui thú sẽ khiến bạn học được điều mà bạn không học được thông qua sự khiếp sợ. Không có cái gì gọi là sự đau khổ vĩnh hằng, cũng không có những thứ như là những ngọn lửa thiêu đốt làn da làm bạn cảm thấy đau đớn bỏng rát. Hãy soi xét suy nghĩ của mình, kiểm tra xem những gì bạn đã được dạy và nghĩ xem chúng hợp lý đến mức nào, và rằng bạn đã có được niềm vui và tình yêu trong chính niềm tín ngưỡng của mình chưa. Bạn không phải chịu trách nhiệm vì có một người cha hung ác, người đánh đập bạn hoặc đưa bạn vào bóng tối suốt đời. Thay vào đó, bạn đối diện với những linh hồn vĩ đại. Họ đã trải qua tất cả những điều này từ rất rất lâu, trước cả khi loài người nghĩ về nó. Họ đã trải nghiệm nó, họ biết những câu trả lời, họ biết những băn khoăn này, và họ có lòng trắc ẩn. Vì vậy, từ những kho báu trên tầng áp mái, chúng ta nói hãy an vui trong tín ngưỡng, cười tươi với tín ngưỡng của bạn, và cảm nhận sự ấm áp về Đức Chúa Trời, bất kể bạn gọi Ngài là gì, vì Ngài luôn sẵn sàng gửi xuống những làn sóng chữa lành tới bạn. Còn nếu bạn chỉ nhận được sự khủng khiếp, đáng sợ về tín ngưỡng, hãy ra khỏi hệ thống niềm tin của bạn ngay. Bây giờ đã đến lúc để rời khỏi tầng áp mái và đi xuống những bậc thang lại một lần nữa. Những bậc thang gỗ cũ kỹ còn kẹt. Nhưng sớm thôi, trong bài học tiếp theo, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cùng chúng tôi quay lại tầng áp mái một lần nữa. Quan sát xem chúng ta đang có rất nhiều những đồ vật nhỏ nằm trên sàn hoặc ở trên những giá sách xung quanh. Những thứ sẽ đáng quan tâm và chúng tôi hy vọng sẽ có lợi ích. Chúng tôi có thể gặp bạn trong tầng áp mái ở bài học tới chứ.